Công chúa Huyền Trân sinh vào năm 1287, là con gái của vua Trần Nhân Tông và là em gái của vua Trần Anh Tông. Năm 1306, vua Chế Mân dâng hai châu, đó là châu Ô và châu Lý, là Nam Quảng Trị cùng với Thừa Thiên Huế ngày nay cho nhà Trần để làm của hồi môn, cưới Huyền Trân công chúa. Vua Trần đồng ý để gả công chúa cho Chế Mân. Về Chiêm Thành, Huyền Trân được phong làm hoàng hậu. Một năm sau, bà sinh cho Chế Mân một hoàng tử, đặt tên là Chế Đa Đa. Ít lâu sau, Chế Mân băng hà, nhà Chiêm sai sứ sang Đại Việt để bảo tang. Theo tục lệ Chiêm Thành, khi vua chết, hoàng hậu phải lên giàn quả thiêu để chết theo. Vua Trần Anh Tông biết điều này, bèn sai Trần Khắc Trung vờ sang viếng tang rồi tìm cách cứu công chúa Huyền Trân. Trần Khắc Trung đã bày kế thành công và cứu được Huyền Trân, đưa công chúa về nước Đại Việt bằng đường biển. Theo một số nguồn sử liệu, cuộc hành trình về nước của công chúa Huyền Trân đã kéo dài tới một năm và bà đã tư thông với Trần Khắc Trung trong một khoảng thời gian đó. Cuốn Đại Việt Sử Ký Tòng Thư thì đã ghi, hai người tư thông với nhau trùng trình trên mặt biển, lâu lắm mới về đến Kinh Sư. Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng lấy làm ghét lắm, hễ thấy Trần Khắc Trung là liền mắng. Họ tên người này là Trần Khắc Trung, đối với nước nhà đây là điều không tốt, mà có lẽ nhà Trần sẽ mất về tay người này chăng? Khắc Trung thường rất là sợ mà lánh mặt. Tuy vậy, cũng có một số sử gia đưa ra những lý lẽ khác nhau để minh oan cho công chúa Huyền Trân và Trần Khắc Trung. Có lẽ hư thực câu chuyện này vẫn là mãi mãi một ẩn số trong lịch sử Việt Nam.